Thi Thiên 38 Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ nổi thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi, và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa, thì tôi chẳng nơi nào lành. Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi khác nào một gánh nặng tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở. Tôi bị đau đớn và khòm, cúp xuống. Trọn ngày tôi đi buồn thảm, vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi, và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá, tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự rên siết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mọn đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa vạ tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va-ôi, tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Vì tôi có nói rằng, nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi. Khi chân tôi siêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. Tôi gần sa ngã, nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi, vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra. Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi. Nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh. Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều. Còn những kẻ lấy giữ trả lành cũng là cừu địch tôi. Bởi vì tôi theo điều lành. Đức giê hô va ơi, xin chớ lìa bỏ tôi. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin chớ cách xa tôi. Chúa ơi, Chúa là sự cứu rỗi tôi. Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi. Chương 2 Vậy, trước hết mọi sự. Ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. Ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cỏ ta cũng muốn rằng những người đàn bà ăn mặc một cách gọn ghẻ lấy nết na và đức hạnh dồi mình không dùng những tóc dốc, vàng châu ngọc và áo quần quý giá nhưng dùng việc lành theo lẽ đương nhiên của người đàn bà tin kính chúa đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy lại phải vân phục mọi đàn ta không cho phép đàn bà dạy dỗ cũng không được cầm quyền trên đàn ông nhưng phải ở yên lặng vì adam được dựng nên trước nhất rồi mới tới Eva. Lại không phải Adam bị dỗ dành, bèn là người đàn bà bị dỗ dành mà xa vào tội lỗi. Dù vậy, nếu đàn bà lấy đức hạnh mà bền đổ trong đức tin, trong sự yêu thương và trong sự nên thánh, thì sẽ nhân đẻ con mà được cứu rỗi. Chương 29 Khốn cho Ariel, cho Ariel là thành David đã đóng trại. Năm lại thêm năm, trải qua các kỳ lễ, Bây giờ, ta sẽ làm cho Ariel thắc ngặt. Tại đó sẽ có tan chế than vãn, nhưng nó vẫn còn làm Ariel cho ta. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi. Ngươi sẽ bị hạ xuống, nói ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rỉ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất, giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó. Như chim bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thế nào, thì quân chúng của mọi nước đánh Ariel, hết thảy đều hãm thành và đồn lũy mà ép riết nó cũng thể ấy. Nhưng người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống. Nhưng người khác chim bao thấy uống mà thức dậy nghe trong mình kiệt đi và khát khao. Cả quân chúng của mọi nước đánh núi Sion khác nào như vậy? Hãy sững sờ và kinh hãi, hãy mù mắt và quán lòa. Họ say, nhưng không phải vì rượu, Xoàng ba nhưng không phải bởi rượu mạnh vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên mọi sự hiển thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn đưa cho người biết đọc mà rằng: "Xin đọc sách này." thì nó trả lời rằng: "Tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn." hoặc đưa cho người không biết đọc mà rằng: xin đọc sách này, thì nó rằng tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng, vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta, chẳng qua là điều răng của loài người, bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng, Ai thấy ta, ai biết ta. Các ngươi thật là trái ngược quá. Há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng, nó chẳng làm ra ta. Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng nó chẳng có trí hiểu đâu. Chẳng phải còn ít lâu nữa thì ly ban sẽ đổi làm ruộng tốt và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao. Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách. Con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt. Tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên, Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Abraham có phán về nhà gia Cốp như vậy. Gia Cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của Gia Cốp, kính sợ Đức Chúa trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ chương 30 Đức Giê-hô-va phán Khốn thay cho con cái bội nghịch Lập mưu chẳng bởi ý ta Kết ước chẳng cậy thần ta Hầu cho thêm tội trên tội Chúng nó chưa hỏi miệng ta đã khởi đi xuống Egypto để cậy sức mạnh của Phá-ra-ôn mà thêm sức cho mình và núp dưới bóng Egypto. Cho nên, sức mạnh của Phá-ra-ôn sẽ làm sỉ nhục các ngươi nơi ẩn náu dưới bóng Egypto sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Sô so An, sứ giả đã đến hane Hết thải sẽ mất cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang hổ mang nhuốc. Gánh nặng về các thú vật phương Nam Trong sứ gian nan khốn khổ, từ sứ đó đến những sư tử đực sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báu trên gu lạc đà, đặng dân cho một dân tộc chẳng làm ít gì được hết. Sự cứu giúp của người Egypto chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là Ra Rahab, ngồi yên, chẳng động. Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời này trên bảng nhỏ ở trước mặt họ. Hãy chép vào sách để truyền lại đời sau mãi mãi không cùng. Dân này là bội nghịch, là con cái nói dối, con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va, nói với kẻ tiên kiến rằng đừng tiên kiến làm chi, nói với kẻ tiên tri rằng đừng nói tiên tri về lẽ thật. Hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú, hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi. Hãy lìa khỏi đường, bỏ khỏi lối cất đấng thánh của Israel khỏi mặt chúng tôi vậy nên đấng thánh của israel phán như vậy vì các ngươi khinh bỏ lời này cậy điều bạo ngược và trái nghịch mà nương nhờ những sự ấy bởi cớ đó tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ lồi ra trên cao chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra bể ra từng miếng chẳng tiếc gì đến nỗi trong những miếng mẻ nó sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ. Và Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy. Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ. Các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Các ngươi nói rằng không, chúng ta sẽ cởi ngựa chạy trốn. Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn chúng tôi cưỡi ngựa chạy mau. Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau. Một người dọa, ngàn người đi trốn. Năm người dọa, các ngươi đều đi trốn. Cho đến chừng nào, các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi vì Jehovah là Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Jerusalem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn, mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẫn khuất nữa. Mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Khi các ngươi xe qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, Này là đường đây, hãy noi theo. Các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thép tượng đúc của mình làm ô uế mà ném ra xa như đồ dơ bẩn và bảo nó rằng, Hãy ra khỏi đây. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất bánh lương thực từ đất sinh sản sẽ màu mỡ và dư dật. Trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng. Bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mũng với nia. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần như vốn là sự sáng của bảy ngày trong ngày đức giê-hô-va buộc dấu vết của dân ngài và chữa lành vết thương nó này danh đức giê-hô-va từ xa mà đến cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên môi đầy thạnh nộ lưỡi giống như lửa nuốt hơi thở ngài khác nào sông vỡ lỡ nước lên ngập đến cổ ngài lấy cái sàng hủy diệt mà sàng các nước và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh các ngươi sẽ có sự vui mừng trong lòng như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va đến cùng vần đá của Israel Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngâm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá. Vì Asheri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ, Ngài sẽ lấy roi đánh Asheri, và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đờn cầm. Và trong những trận mạc Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó. Vì Tô Phết đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó.